buồn của các bạn và tìm tin Anani ở cầu nối với Kana một thay đổi không thể tìm một thất bại không thể tìm trong kia trong kia Lê Khôi ơi là Lê Khôi, mới một trận đấu đầu tiên thôi mà đã suy sụp thế này rồi. Anh ấy nói cho tôi làm thế nào để vui khi mà niềm tin đã mất rồi. Anh nghĩ xem đời còn dài còn rất nhiều những ngôi sao lớn, những trận cầu lớn, những đội bóng lớn, nghĩ thử xem. Và những điều này thì không chỉ tôi với anh cùng chia sẻ, mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ với các khán giả và những khách mời đặc biệt của Chém Gió Trời Âu. Và đồng hành cùng với Lê Khôi và Thành Luận trong số thứ hai của chương trình Chém Gió Trời Âu ngày hôm nay là hai vị khách mời vô cùng đáng yêu. Và xin mời hai bạn hãy tự giới thiệu bản thân mình. Xin chào mọi người, mình tên là Trân Châu, mình đến từ câu lạc bộ Barcelona. Hôm nay mình rất vui khi được đồng hành trong chương trình Chém Gió Trời Âu cùng anh Khôi, anh Luận và một bạn khách mời khác. Xin chào các bạn, mình là Nhật Anh đến từ hội cổ động viên Real Madrid. Ở cấp châu Âu này thì mình cổ vũ cho đội tuyển Đức bởi vì họ có một đội hình thi đấu khá là đều và có lối chơi rất là hấp dẫn. Trận đấu khai mạc của Cup châu Âu đã diễn ra rất hấp dẫn. Chủ nhà Pháp đã ra mắt thành công với chiến thắng 2-1. Hai bạn có những ý nghĩ gì về cái trận đấu đầu tiên? Em thì rất ấn tượng với màn tỏa sáng của Bayern. Anh có một kiến tạo cho Giroud ghi bàn đầu tiên của cúp châu Âu và còn có một phút tỏa sáng cho riêng mình và giúp đội tuyển Pháp vươn lên dẫn đầu. Nếu mà nói trong đợt cúp châu lần này mà có Benzema trong đội tuyển Pháp á, thì ác hẳn là có thể là có nhiều bàn thắng hơn hoặc là bàn thắng cũng sẽ đến sớm hơn nữa. Cũng đúng là một fan của câu lạc bộ Real Madrid phải không nào? Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà đá thì đội tuyển Pháp người ta chỉ đá một trung phong, nếu mà đã có Giroud thì cần gì Benzema nữa. Và Giroud còn đẹp trai hơn cả Benzema nữa. Đá bóng thì đâu có xét tới đẹp trai hay là không đẹp trai, nếu mà đẹp trai chắc là sắc na là được quả bóng vàng nhiều năm rồi. Quả đúng là như vậy, đúng là bạn fan nữ của câu lạc bộ Real Madrid thì vô cùng đánh đá đấy. Và nếu nói về cái bàn thắng đầu tiên của Oliver Giroud thì chúng tôi cũng đã tìm ra được chủ nhân của những phần thưởng trong số đầu tiên. Vậy là những bạn khán giả đã vô cùng may mắn giành những phần thưởng của Chém Gió Trời Âu. Và xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ sẽ quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của Cup châu Âu. Với Cup châu Âu lần này thì những trận đấu đầu tiên đã diễn ra thực sự rất hấp dẫn. Và những ngôi sao lớn đã tỏa sáng. Nhưng tôi để ý một phần đó là những ngôi sao của Real đang có phải gánh phim giống như kiểu là Gareth Bale, như là Toni Kroos hay kể cả đó là Modric, đúng không bạn Oanh? Trong vòng cúp châu lần này thì có thể nói là các cầu thủ Real hiện đang rất tỏa sáng và cảm giác của fan Real hiện tại là vô cùng sung sướng khi mà không từ Bale đến Luka Modric thì có một bàn thắng từ ngoài vòng cấm và đặc biệt hơn nữa là Toni Kroos trong trận Đức đã giành được danh hiệu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đúng như vậy, nhưng mà có vẻ như là fan Barca cũng không hề kém cạnh khi mà gần đây nhất thì Piqué anh ta cũng có một bàn thắng để giúp cho Tây Ban Nha vượt qua được Barcelona, có đúng không? Vậy đúng, người Barca lúc nào cũng giúp Tây Ban Nha chiến thắng và điển hình là bàn thắng gần đây đánh đầu từ của Piqué. Nói như vậy cũng không đúng vì đội bóng là đội của 11 người chứ không phải là của riêng một cá nhân nào đó, và Tây Ban Nha thì không chỉ có cầu thủ của Barca mà còn có cầu thủ của Real nữa. Nếu mà chỉ có một mình cầu thủ Barca gánh team thì hẳn là chiến thắng nó sẽ không đến trọn vẹn bằng việc là nguyên đội nó phối hợp với nhau. Nhưng mà nếu trước đó cầu thủ Real đã ghi bàn thì không đợi tới được cầu thủ của Barca phải ghi bàn để giải nguy cho Tây Ban Nha. Chết. Đấy, các bạn thấy không? Cái chương trình của chúng tôi đấy, bảo sao đến trong chương trình mà còn hỗn chiến thế này, bảo sao ở ngoài mà các cổ động viên hỗn chiến như thế nào đấy. Nếu mà như ở Pháp mà không cấm việc sử dụng những cái đồ chất cồn trước và cũng như là trong sân vận động thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng là cái việc mà nước chủ nhà Pháp cấm sử dụng những chất có cồn là điều nên làm tại Cup châu Âu lần này. Có vẻ như là Cup châu là chiếu vào cái khung giờ buổi tối và đặc biệt là những trận đấu đêm muộn nữa. Thì các em dành thời gian để xem hết như thế nào? Vì em yêu thích Real Madrid cho nên là việc theo dõi Real Madrid tại các trận đấu ở cấp C1
vào khung giờ khuya thì cũng đã khá là quen rồi. Cho nên ở cấp châu Âu lần này cái khung giờ nó không thay đổi nhiều lắm. Nhưng mà vì công việc cho nên là em sẽ bớt lại một chút thời gian xem đá bóng để có thể có sức khỏe đầy đủ, tinh thần thoải mái để đi làm, rồi mình cập nhật bằng cách nào đó mình cập nhật lại sau ở các trận đấu. Và ra thì cúp châu Âu cũng giúp cho em thắt chặt tình cảm với gấu hơn. Kiểu như là mình tối mình xem đá bóng trong giờ giữa thì mình có thể là nói chuyện cho gấu, nói chuyện trò chuyện và chờ đợi chứ không xem đá bóng mà buồn bã một mình nhanh lên thôi ai đó. Anh ấy tưởng là đúng là xem đá bóng thức cùng gấu chứ không ngủ được đúng không? Vâng, đó là về phần của bạn Oanh. Thế còn về việc mà bạn đang đi học thì sao bạn Trân Châu? Theo em thì với cái lịch của cúp châu Âu thì giờ tới cuối mùa chắc chỉ có vài trận, khoảng tầm mười mấy trận là chiếu giờ khuya. Những giờ đó thì em nghĩ là từ giờ tới cuối mùa em sẽ rút em vài chục cục mụn thôi. Còn cái những trận ở những giờ khác thì em có thể xem để trau dồi thêm kiến thức bóng đá, hoặc là em có thể trao đổi với ba em, cũng tăng tình cảm gia đình. Rất tuyệt vời. Không, quả thật là bạn gái chăm học đúng không? Chính xác. Là cuối cùng là vì cúp châu Âu mà học lại mấy môn. Bạn gái là những chăm học mà lại còn chăm cả bóng đá nữa. Đúng là cúp châu Âu không chỉ hấp dẫn với cả các bạn nam mà còn cả các bạn nữ nữa. Và tôi tự hỏi rằng điều gì đã cuốn hút hai bạn khách mời cũng như là các bạn nữ với cúp châu Âu mùa này như vậy? Riêng em thì như lúc đầu chia sẻ là em thích đội tuyển Đức bởi lối chơi của họ, bởi những cầu thủ của họ. Cho nên là mặc dù công việc nhưng mà em vẫn cố gắng để có thể thức khuya theo dõi và ủng hộ đội bóng yêu thích của mình. Bạn Trân Châu, bạn có thích màu áo của cái tuyển quốc gia nào không nhỉ? Nói về áo đấu thì thích nhất là đội của đội tuyển Pháp. Tuyển hay. Từ mùa đầu mùa giải là đội tuyển Pháp là nước chủ nhà nên rất được o bới về mặt hình ảnh. Quảng cáo áo đấu rất là mạnh mẽ. Và nhất là những bộ áo đấu đó được khoác trên mình của các cầu thủ rất đẹp trai. Đúng thật. Công nhận một màu xanh hy vọng, nhưng mà một cái màu xanh hy vọng đó thì cái lối đá của tuyển Pháp cũng mang lại hy vọng cho bạn. Yeah. Em thấy lúc nào trong đội hình tuyển Pháp cũng có một cầu thủ mang đến hy vọng. Ngày cầu thủ vừa mới tỏa sáng gần đây là Dimitri Payet, cứ đọc tên anh ra là nghe có ba rồi, là thế nào cũng có ba bàn thắng, không của đội Pháp cũng của đội khác. Tổng của trận đấu sẽ có ba bàn thắng không? Của anh thì nghĩ sao? Nếu mà Pháp mà đá với Armani có phải là thua 0-3 nha? Em thì chỉ quan tâm là giống như vấn đề quan tâm nãy về thị trường chuyển nhượng đó. Có lẽ sau mùa cúp châu Âu này thì Bayern sẽ được nhiều câu lạc bộ sang đó. Anh thì tưởng em phải quan tâm đến chuyện thức khuya của người gấu nhiều không? Nếu như là đội Đức mà phải dừng bước sớm thì có lẽ ít khi thức khuya của người gấu đúng không? Trở thành để FA giống như anh thôi. Tiếp tục có bạn đồng hành để ôi luận. Chắc là như vậy rồi. Thế thực ra thì với những đội tuyển như quốc gia Đức hay là Tây Ban Nha hay kể cả Pháp nữa, họ có vẻ muốn rất nhiều những cái gọi là sự chú ý quan tâm của bạn nữ. Bởi vì họ đang có các thủ đẹp trai đúng không? Như tôi với anh thì lại thích những đội khác như kiểu Armani hay là tôi thích Rumani đúng không? Anh thích Rumani là có mấy anh trai là Stancu đấy, tên rất hay đúng không? Cái tên nó nói lên tất cả đúng không? Chính xác rồi. Như bạn Trân Châu đã nói rồi, bài nghề có ba bạn khác. Và liệu trong cái đợt cúp châu này thì bọn em có làm cái dự đoán tỷ số gì như bọn em là với gấu và Trân Châu với bạn không? Em cũng có đôi chút tạo không khí cho cái giải đấu này thêm hấp dẫn, mình theo dõi mình cũng có hào hứng hơn. Nhưng Trân Châu thì sao? Em hiện tại có chơi một game liên quan đến bóng đá là FIFA Live. Qua cái mùa cúp châu Âu này em rất muốn mở được những cái cầu thủ xuất sắc nhất và đắt nhất trên thị trường chuyển nhượng bằng cách là tham gia trò chơi dự đoán qua Garena Mobile. Nhắc đến dự đoán cúp châu Âu trên Garena Mobile. Đấy rồi, để tôi xem nào, các trận gần đây. Đúng rồi, các trận gần đây thì gần nhất sẽ có một cuộc đối đầu vô cùng hấp dẫn giữa Tây Ban Nha và Croatia. Thì có vẻ như nhờ ba người, sẽ là ba chuyên gia của ngày hôm nay thì anh luận trước đi. Những cái kinh nghiệm sống của anh, một lão tướng, theo anh dự đoán đội nào sẽ giành chiến thắng hay sẽ là kết quả hòa?
với kinh nghiệm trong nghề của tôi thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái trận đấu rất căng và họ sẽ có kết quả hòa. Một kết quả hòa giữa Tây Ban Nha và Croatia. Thế còn Trân Châu, em nghĩ sao? Em nghĩ là những chàng trai super top sẽ không để thua đâu. Họ sẽ chiến thắng. Một chiến thắng dành cho Tây Ban Nha. Thế còn Hoàng Anh, em nghĩ sao? Em nghĩ với sức mạnh phối hợp giữa Real và Barca thì có thể là Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng. Cũng là Tây Ban Nha giành chiến thắng. Như vậy là ở đây có một người lão tướng thì được dự đoán kết quả hòa, hai bạn nữ thì dự đoán là đội tuyển đến chiến dịch quá tốt của Tây Ban Nha giành chiến thắng. Nhưng mà thực sự thì những lúc quan trọng này tôi thường là làm được lâu rồi, đánh luận thì có lẽ là chẳng trả hòa được. Ông này nói gì cũng phải trừ đến 90%. Còn các bạn nữ thì càng không đáng tin. Vì vậy tôi quyết định tôi sẽ lựa chọn là Croatia thắng. Và đây, tất tay. Vì hôm qua mình mới thua, hôm nay thì có 300 điểm thôi. Thế tôi đánh tất tay vào trong Croatia, xác nhận, đồng ý. Và tôi sẽ lựa chọn của mình, đó là Croatia sẽ là đội tuyển giành chiến thắng. Và tiện đây trong một cúp châu Âu là cũng có cái thư viện thì thôi, bốn người cũng là một tấm gọi là kỷ niệm. Anh Luận thì có sợ vợ không nhỉ? Không sao cả, thực ra đây là những cái kỷ niệm thật sự rất đẹp rồi. Sao ok. À, nhộn nhộn. Hai ba. Và cũng giống như số 1 của chương trình Chém Gió Trời Âu thì chúng tôi cũng có những câu hỏi dành cho khách mời và tất cả các bạn. Thì câu hỏi ngày hôm nay đó là theo các vị khách mời thì trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia thì đội tuyển nào sẽ đội tuyển ghi bàn trước? Thì bắt đầu đầu tiên là bạn Trân Châu đi. Em thì nghĩ là Tây Ban Nha thắng rồi. Em rất muốn là công thần của Tây Ban Nha là Iniesta sẽ ghi bàn. Iniesta. Thế còn của anh thì sao? Em nghĩ có thể là Croatia ghi bàn trước. Sau đó là Tây Ban Nha sẽ gỡ hòa và chiến thắng với tỷ số 2-1. Tức là em lại nghĩ ngược lại, tức là Croatia ghi bàn trước khi mà Tây Ban Nha mới là đội tuyển giành chiến thắng. Thế còn anh Luận? Với phần của tôi vẫn giữ một kết quả hòa, tức là hai đội sẽ không có một đội nào ghi bàn trước cả. Và như vậy là trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia sẽ kết thúc tỷ số không đều. Chính xác. Đó là dự đoán của hai vị khách mời cũng như là anh Thẩm Luận. Và đó cũng là câu hỏi mà chúng tôi muốn dành đến cho tất cả các bạn. Các bạn hãy truy cập vào trang web châu2016.l3.gana.vn và mục Chém Gió Trời Âu. Hãy để lại câu trả lời của bạn về trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia, đội tuyển nào sẽ là tuyển ghi bàn thắng trước. Ngoài ra, hãy nhớ dự đoán số người có cùng đáp án với bạn để nhận được phần thưởng, đó là hai chiếc túi với trị giá hơn 1 triệu đồng. Và chương trình của chúng tôi đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn sự góp mặt của hai khách mời rất dễ thương. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chương trình sau với những sự góp mặt của khách mời đặc biệt khác nữa của Chém Gió Trời Âu.